Cách đây không lâu, những hình ảnh clip ghi lại cảnh một nhóm phụ nữ có hành động nhạy cảm tại bãi biển Cửa Lò được lan truyền trên mạng xã hội thì đã khiến rất nhiều người dậy sóng và lên án dữ dội. Tuy nhiên mới đây, một sự việc tương tự lại tiếp tục xảy ra tại khu du lịch Bãi Cháy, Quảng Ninh. Ngày 13 tháng 9, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nhóm nữ du khách tổ chức vui chơi team building tại một bãi biển thuộc khu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo đoạn clip này, trong quá trình vui chơi, nhóm du khách nô đùa và thoải mái cởi áo để lộ ngực trần giữa chốn đông người ở bãi tắm. Điều đáng nói, quanh khu vực này có nhiều người, gồm đàn ông, người già, trẻ nhỏ qua lại. Chứng kiến sự việc này, nhiều người đã hô hào và quay lại video đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết các ý kiến cho rằng hành động này là phản cảm vì đây là bãi tắm công cộng. Liên quan đến sự việc trên, sáng ngày 13 tháng 9, một lãnh đạo của thành phố Hạ Long cho hay đã nắm được thông tin về vụ việc và giao cho các cơ quan chức năng, trong đó có phòng văn hóa thành phố, ban quản lý bãi tắm khẩn trương xác minh làm rõ. Vị lãnh đạo của thành phố Hạ Long cũng cho biết những hình ảnh, clip lan truyền trên mạng xã hội được quay chụp tại một bãi tắm thuộc khu du lịch Bãi Cháy. Những thông tin tiếp theo liên quan đến sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin của S News. Đừng quên like cũng như là subscribe nhé.